Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip review cụ thể chi tiết về cái con sĩ quan mới có tên là Mũi Giáo Thần, để anh em có cái nhìn khách quan và có một sự lựa chọn sắp tới cho dàn sĩ quan của mình. Ok. Rồi, đầu tiên là xem qua tiểu sử sơ lược của Mũi Giáo Thần. Đây là biệt danh của anh chàng có tên là John Reilly. John Reilly được mệnh danh là một trong những cái sĩ quan mà đem đến cho quân của mình rất nhiều chiến thắng ở trên chiến trường, gọi là đi đến đâu thắng đến đó, cho nên là chính là cái biệt danh Mũi Giáo Thần. Đây là một sĩ quan của Liên Minh Tự Do, đúng không? Có đôi cánh của chim đây này, anh em nhìn thấy là biểu tượng ở ngực. Với cái bộ ngoại trang nhìn như thế này thì nhiều anh em có cảm nhận rằng đây giống như Captain America phiên bản Mỹ. Và bộ áo choàng thì nhìn lại giống như là anh em bảo là nó giống Free Fire, nhân vật trong Free Fire cầm khẩu súng M4A1, rất là hầm hố và rất là đẹp trai, một khuôn mặt rất handsome và không có tí nào của dính dáng đến chiến trường cả, đúng không? Nhìn như biệt đội squad ấy, hoặc là biệt đội mà đặc nhiệm kiểu hiện đại nhá. Đấy, nhìn bộ đồ từ trên xuống dưới như kiểu đặc nhiệm của mấy cái bộ phim khoa học viễn tưởng mà đánh nhau với người ngoài hành tinh ấy. Đấy, kiểu như thế, chứ cũng không còn có cái kiểu là chiến tranh ở thế giới thứ hai nữa rồi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt vào các cái bộ kỹ năng của cái sĩ quan này để anh em nhìn chiêm ngưỡng nó rõ hơn. Đầu tiên là cái kỹ năng chiến thuật gọi là Kin Skill Ultimate đó. Skill này thì khi mà anh em búp khi mà cái cột năng lượng nó được đầy vạch thì nó sẽ phát nổ và có thêm cái hiệu ứng là búp cho binh đoàn thêm 45% sát thương tấn công trong 8 giây. Cái binh đoàn này anh em hình dung là nó chỉ tác dụng cho cái đơn vị mà sĩ quan này được triển khai thôi nhé. Sau đó là gì, tất cả những binh đoàn của đồng minh nằm trong 4 ô, xung quanh 4 ô thì được cộng hưởng thêm, hưởng sái thêm 7% hỏa lực nữa. Cái này thì nó kém so với Percy mà full kỹ năng thì nó sẽ được 8% trong 4 giây, còn ông này thì chỉ được 7% trong 2 giây thôi. Đúng không? Đấy, thì là đồng minh đứng bên cạnh thì được ăn ké chỗ này thôi, còn cái chính là các đơn vị mà anh này triển khai trên cái đơn vị đó thì sẽ được là 45%. Nhá, lưu ý cái chỗ này, chứ không phải là đồng minh cũng được hưởng sái 45% thì bá quá. Ok. Rồi, cái thứ hai là hỏa lực của binh lính lên đến 20%, một cái con số rất lớn, tăng phần hỏa lực lên 20%. Và skill thứ ba, không lùi một bước không lùi nào, là kháng sát thương, hiệu ứng kháng sát thương 15%, tăng thêm 15% kháng sát thương là giúp cho cái đơn vị xe tăng của anh em hoặc là đơn vị lính của anh em thêm trâu chó hơn. Và cái skill thứ tư, kháng sát thương nổ lên đến 50%. Đó. Thế thì bộ kỹ năng này, anh em hình dung là bộ kỹ năng này nó không giống so với các kỹ năng của các cái sĩ quan khác, bởi vì nó không cụ thể vào một cái loại đơn vị, một loại binh chủng nào cả. Nhiều anh em cứ bảo rằng là con này dành cho bộ binh, nhưng nó có đâu có biểu tượng của bộ binh. Đó, tức là gì, đây anh em nhìn lên là gì, nó là một cái tướng linh hoạt nhá. Đây này, đấy, chỉ số của nó đã ghi rõ là linh hoạt, dã chiến và hỗ trợ. Đó, tướng linh hoạt có nghĩa rằng là gì, anh em có thể triển khai cho tất cả các binh chủng, đâu chỉ dùng lại bộ binh đâu. Đó, mà nếu mà đi với bộ binh thì mình cho rằng là nó là không phải là tối ưu nhá. Đấy, và cái skill ultimate, khi mà anh em unlock được 4 skill này lên level 5 thì nó sẽ unlock cái kim ngoan cường thức tỉnh, cái mũi nhọn xung trận lên, là ngoài cái việc mà tăng sát thương tấn công cho cái đơn vị triển khai thành 50% trong 8 giây, 50% nhá, nó chỉ tăng thêm 5% thôi. Đó, và vẫn giữ nguyên là tăng 7% cho đồng minh xung quanh trong 4 ô, nhưng mà nó có thêm một cái nữa là nó sẽ giảm thời gian chuẩn bị kỹ năng của binh đoàn của mình trong 4 giây. Tức là cái ông này sẽ đi kèm với một sĩ quan nữa, nếu như cái sĩ quan thứ hai đó, và có lẽ là cái ông này sinh ra để làm sĩ quan chính rồi, thì cái ông sĩ quan chính này, khi ông này ông ấy phát skill ra thì nó sẽ có khả năng giảm cái thời gian ra skill thứ hai đi 4 giây, tức là bình thường nó là 8 giây thì bây giờ nó là 4 giây nó ra một lần, cứ 4 giây nó lổ skill một lần. Thế thì anh em để ý là cái ông sĩ quan này nó không có hệ số sát thương, tức là nó không có nổ đam,
giống như các cái kỹ năng, giống như các sĩ quan khác, ví dụ như là thủ hộ này chẳng hạn, anh em sẽ có cái hệ số sát thương, đây là hệ số sát thương này này, 1200 này này. Đây, hoặc là tử xã Úc Châu này, hệ số sát thương 105 mông này. Đây là hệ số sát thương, nó sẽ gây dựa trên hệ số sát thương này nó sẽ nổ đam to. Đó, nhưng cái ông sĩ quan mà chúng ta đang review, sĩ quan mà ông ta đang review thì nó không có cái hệ số sát thương này, cho nên là nó chỉ có đam chay thôi. Đó, đây cũng là một cái điểm trừ của sĩ quan này. Nếu như mà nó có một cái hệ số sát thương khoảng độ 900 thôi chẳng hạn, hoặc là 1000 thôi, đúng không? Đấy, thì tuyệt vời hơn là bao nhiêu thì nó có, là có vẻ là quá là toàn diện. Rồi, thế thì cái thứ tự mà nâng kỹ năng của cái em này, nâng kỹ năng thì có lẽ là vẫn là lựa chọn đầu tiên, vẫn là cái skill thứ nhất, là skill mà chúng ta cần phải focus đầu tiên, là trình tự nâng sĩ quan, nâng cái kỹ năng là skill 1, sau đó là đến skill 2 để tăng phần hỏa lực, đúng không? Và skill 3 và skill 4, skill 3, skill 4 là anh em có thể nâng đồng thời với nhau. Đủ tượng vàng là chúng ta có thể nâng luôn. Nếu như anh em có đủ 720 tượng vàng thì có thể focus luôn em này, cũng không vấn đề gì cả, đúng không? Đấy, nếu như mà chúng ta lưng từng bước một thì có lẽ là 1, 2 và 3, 4 chúng ta lưng đồng thời. Đó, để chúng ta lấy cái hiệu ứng kháng. Kháng này cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ có một cái file Excel để so sánh cho anh em nhìn nó rõ hơn về bộ kỹ năng so với các cái sĩ quan khác dành cho binh chủng của mặt đất. Ở đây thì mình có cái cột đầu tiên anh em nhìn là Steel Fighter, là con sĩ quan, nữ sĩ quan bọc trận mà mình đã có một cái video clip review rồi. Anh em có thể xem lại ở phần link bên trên nhé. Rồi cái cột thứ hai là Winter Hunter, tức là chiến binh mùa đông. Thứ ba là tử xá Úc Châu. Cột thứ tư, cột E này là thủ hộ sự thật, viết tắt là GOT, thủ hộ sự thật. Thứ năm là sĩ quan Free Percy. Đấy, thứ 6 là Wear Merchant, cỗ máy chiến tranh. Thứ 7 Spanner, Mary và Thiên sứ ánh sáng. Và cái sĩ quan cuối cùng mà mình đang muốn so sánh là Tip of the Spear, tức là mũi giáo thần đó. Rồi, thế thì do không có hệ số về gây đam cho nên là, hoặc là hệ số gây búp máu hay là búp giáp, thì mình để luôn nó là một cái màu xám. Thì mình chỉ ghi là giảm thời gian ra skill là còn có 4 giây. Màu xám ở đây nó khác với màu các màu còn lại. Màu đỏ là xu hướng tấn công, màu xanh là xu hướng phòng thủ, màu xanh là hồi máu, còn màu vàng là xu hướng về phòng thủ, để anh em nhìn cho nó rõ nhé. Đầu tiên là dòng đầu tiên attack dam, tức là attack dam thì ở đây anh em nhìn thấy là cái khả năng attack dam của nó búp lên là 50% lớn nhất trong tất cả các sĩ quan. Bởi vì là do nó không có cái hệ số sát thương cho nên là đổi lại nó sẽ có một cái phần búp attack dam, bao gồm búp lên nhé, chứ nó không gây dam luôn. Đấy, ví dụ các sĩ quan khác là 15% nhân với cái hệ số này, 15% nhân với hệ số bên trên này chẳng hạn. Nhưng mà cái ông này ông không có hệ số cho nên là 50%. Đấy, mình cũng chưa rõ là 50% này nó sẽ đem lại lợi thế như thế nào, có lẽ là phải test thêm. Thì hy vọng là đợi cái con sĩ quan này ra, và nếu như mà có ai mà mắc được rồi thì mình sẽ nhờ người ta test ra một cái video clip dành cho anh em xem nhé. Cái dòng thứ hai là Blast Dam Resist, tức là kháng sát thương nổ. Kháng sát thương nổ thì nó là 50%. Trong này thì chỉ có 3 cái con mà cho kháng sát thương nổ lên đến 50% là Steel Fighter, con sĩ quan vừa ra, Percy là một sĩ quan Free, và Angel of Light, tức là Thiên sứ ánh sáng, cũng cho một cái khả năng kháng sát thương nổ 50% rất lớn. Cái dòng thứ ba là độ bền. Độ bền thì tăng độ bền thì ông này không có, ông này không tăng. Đấy, không tăng độ bền. Cái dòng thứ tư là Dam Resist Boop, tức là kháng sát thương. Kháng sát thương thì nó là thuộc hàng lớn nhất trong số những sĩ quan Free. Riêng cái ông thủ hộ này là sĩ quan mua sắm, chúng ta phải trả tiền, thì được 25%, còn lại là lớn nhất là 15% rồi. Đấy, Steel Fighter chỉ có 8% thôi, còn lại là Winter Soldier là 15%, Spanner chỉ có 10% thôi. Dirt Adder, tử xá Úc Châu, cũng chỉ 10% thôi. Đó. Cái thứ dòng tiếp theo là Fire Power, tức là tăng hỏa lực. Tăng hỏa lực thì Winter Soldier là 15%. Nhá, 15%, Wear Merchant là 20%. Đấy, không ăn được cái ông thủ hộ này rồi. Thủ hộ là bao giờ cũng bá đạo hơn tất cả. Rồi. Và Tip of the Spear, tức là cái con sĩ quan chúng ta đang focus, là được 27%, lớn nhất so với những sĩ quan mà Free anh em nhận được. Đó. Ngoài ra thì không có dòng Pendam, cũng như là không có dòng Skindam. Đây là hai cái đặc biệt dành cho thủ hộ và tử hà Úc Châu, hay là
Thế thì nhìn vào cái dòng so sánh này thì anh em có thể nhận ra ngay cái vấn đề về co-op giữa cái đơn vị, giữa cái sĩ quan mới so với các cái sĩ quan khác. Tức là nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là con này sẽ phù hợp với sĩ quan nào. Thì nhìn vào cái bộ kỹ năng này thì chúng ta thấy rằng là nó đang thiếu đi một cái gọi là độ bền hoặc là khả năng về hồi máu. Đó, nó có thiên hướng tấn công và phòng thủ cũng rất nhiều, tấn công phòng thủ rất nhiều. Nó nếu như mà chúng ta cần tăng tối đa hóa về lượng sát thương, chúng ta có thể đi kèm với thủ hộ. Nếu như anh em có thủ hộ thì tuyệt vời. Con này sĩ quan mũi giáo thần làm sĩ quan chính, sau đó là đến thủ hộ làm sĩ quan phụ. Mà lưu ý nhé, anh em lên lắp làm sĩ quan chính bởi vì nó có khả năng là giảm thời gian gây ra skill đi 4 giây và búp cho hỏa lực cho đồng minh của mình. Đấy, cho nên là khi nó phải là sĩ quan chính để nó búp trước, sau đó mới ra skill của cái ông này. Đó, ra skill của ông này thì nó mới là ngon. Hoặc là anh em cũng có thể gắn nó với Tử Hà Úc Châu. Đó, Steel Fighter với Tử Hà Úc Châu. Hoặc là chúng ta cũng có thể gắn với Steel Fighter để nó trâu hơn. Nhưng mà mình theo mình thì con này thiên hướng tấn công thì gắn với Steel Fighter thì nó hơi phí. Đó, thì mình cũng không biết là nếu như mà cái búp này nó có ảnh hưởng đến cái hệ số tăng về sát thương, tăng về cái giáp của Steel Fighter không. Có lẽ vẫn phải đợi một cái bài test cụ thể hơn. Nếu như mà 50% này cộng mấy khả năng búp giáp nữa lên thì quả thực là nó rất là tuyệt vời. Blast Dam lên đến 100%, wow, thì cực kỳ là trâu. Đó, đấy, trâu bò, vừa có sát thương, vừa có tấn công, vừa có trâu thì cực kỳ là tuyệt vời. Nếu gắn lên SH thì cũng cực kỳ là trâu bò. Và nếu như anh em cũng có thể cân nhắc chúng ta lắp vào cỗ máy chiến tranh, nhưng mà thực tế thì nhìn vào đây thì khả năng tối ưu của nó vẫn không được tốt lắm. Mình cũng vẫn một cái bài recommend rất cao là Tử Hà Úc Châu, một cái sĩ quan mà có lẽ là anh em cảm thấy nó ghẻ lạnh, nhưng mà nhìn vào bộ kỹ năng của nó thì cực kỳ là tuyệt vời. Có chăng là nó không có búp giáp nhiều thôi, bởi vì nó chuyên về tấn công. Đấy, và cái dòng pendam là nó phải nổ đam thì nó mới ăn được, nó phải nổ xuyên giáp thì mới ăn được. Có lẽ là nhiều anh em bỏ qua cái này, nhưng mà hy vọng là trong các cái bản cập nhật sắp tới thì khả năng mà xuyên giáp thì nó được đẩy lên nhiều hơn, thì anh em có thể là comeback cái con sĩ quan này, một cái con sĩ quan mà nhìn nó rất là ngon. Đấy, nhưng mà nhiều anh em lại không dùng, chắc là bởi vì là hệ số sát thương của nó thấp quá, và cái dòng pendam này thì bị ghẻ lạnh đó. Nhưng mà một khi đã nổ đam thì cực kỳ là tuyệt vời. Đó. Ok, hoặc là nhiều anh em có xu hướng gắn vào Mary cũng được, nhưng mà mình Mary mình thấy là nó cũng không thực sự là đẹp lắm, bởi vì nhìn vào cái bộ kỹ năng của con Mary mình đánh giá nó không cao lắm. Có cái thì nó nhận được tượng nó dễ thì mình focus vào thôi, nhưng mà mình cho rằng là nó cũng không xứng đáng. Thay vào đó thì anh em có thể gắn với Wear Machine ra pin cực kỳ nhanh, hoặc là Dirt Adder. Ngoài ra thì cái con sĩ quan mũi giáo thần là một sĩ quan linh hoạt, anh em cũng có thể lắp nó vào hai sĩ quan pháo binh là Spanner, là Antonia và đầu trọc. Đấy, đây này, anh em cũng có thể đi kèm với thần công sấm sét, quả cực kỳ lớn. Bởi vì sao? Hệ số của thần công sấm sét là 1050, nó tăng hỏa lực lên pháo binh lên 30%, lắp vào cực kỳ tuyệt vời đó nhá. Hoặc là Antonia là một cái sĩ quan mà mình cũng cực kỳ khuyến khích khi mà anh em lắp mũi giáo thần làm sĩ quan chính, sau đó là lắp Antonia vào thì cái phần sát thương của nó gây ra thì cực kỳ là tuyệt vời. 25% này cộng thêm với 50% của mũi giáo thần là lên đến 75%, cộng 7% búp ăn ké nữa, ui cực kỳ lớn nhá. Chưa kể là có sát thương kỹ năng của Antonia nó nổ ra, hoặc là cái búp về tăng hỏa lực 30% của pháo binh nữa. Nếu như 30% của pháo binh này lên đấy, cộng thêm với lại 50% của mũi giáo thần là 80% rồi, cực kỳ là tuyệt vời. Thì pháo binh lúc này là bắn cũng cực kỳ nhanh, và đặc biệt là cái con mũi giáo thần nó búp khả năng gây ra kỹ năng, nó búp giảm thời gian chuẩn bị xuống từ 8 giây xuống còn có 4 giây, dẫn đến là Antonia Shevchenko có khả năng bắn rất nhanh, có lẽ là bắn nhanh hơn cả Wear Machine khi mà lắp với Wear Machine. Ok, đấy, thì đây là một vài những cái thông tin chi tiết về
cái con sĩ quan mới mũi giáo thần, một con sĩ quan linh hoạt và một cave rất lớn, nhìn mặt đã thấy rồi, đúng không? Đấy. Và nhưng mà một cái khuyến cáo là phải cho anh này làm thủ lĩnh. Anh này làm thủ lĩnh thì bắt buộc là anh em phải đưa nó lên level 59 hoặc là đẹp nhất là level 60 để chúng ta có thể lấy được cái khả năng búp đam và búp máu của sĩ quan chính nhé. Rồi, có lẽ là clip của mình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như mà anh em thích mũi giáo thần thì xin anh em một like, share và subscribe cái video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Mình sẽ có một video clip liên quan đến đánh thực tế cái mũi giáo thần này như thế nào để so sánh cho anh em cụ thể. Ok, bây giờ thì chưa có thì phải đợi thôi nhé. Rồi, goodbye, see you again.